kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 14 tháng 2 của kênh VTC 14. Thưa quý vị và bà con, khối không khí lạnh chi phối, thời tiết Bắc Bộ vẫn tiếp tục trên đà suy yếu và di chuyển dần sang phía đông. Do vậy mà trời sẽ duy trì nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng, đặc biệt là ở tại khu vực vùng núi hay là ở các vùng ven biển, sông hồ lớn. Đến trưa chiều, thời tiết khô ráo, có lúc giảm mây hửng nắng và nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở ngưỡng là 20 đến 23 độ. Riêng các tỉnh khu vực Tây Bắc giao động là từ 22 đến 25 độ. Một vài điểm ở tại Lai Châu, Điện Biên có thể lên tới ngưỡng là 26 đến 28 độ. Thưa bà con, thời tiết Bắc Bộ vụ đông xuân có những ngày trời nhiều mây và có sương mù, độ ẩm cao khiến bệnh mốc xương trên cà chua phát triển, nhiều đám mốc trắng xuất hiện trên lá, thân và quả. Dưới điều kiện thích hợp thì có thể xảy ra nhiều đợt bùng phát bệnh trong một vụ do giai đoạn ủ bệnh ngắn. Để phòng trừ bệnh, bà con chú ý là khi chuẩn bị trồng thì cần vệ sinh đồng ruộng bằng cách dọn sạch hoàn toàn các cây bị bệnh và phần còn lại của chúng từ các vụ trước, kế đó là việc chọn giống. Trong những giống có năng suất cao thì nên chọn trồng các loại có khả năng kháng bệnh tốt. Theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, độ ẩm trên ruộng cũng nên giữ ở mức thấp trong mức có thể bằng cách là điều chỉnh việc tưới nước. Nên trồng luân canh các loại cây khác nhau, vụ này cây này thì vụ sau cây khác, đặc biệt là sau vụ có bệnh bùng phát mạnh. Do bệnh mốc xương gây hại cả trên cà chua và khoai tây, nên lưu ý là nếu thấy những ruộng khoai tây gần đó bị bệnh này thì nên phun thuốc để phòng luôn. Bà con có thể sử dụng thuốc hóa học theo chỉ dẫn. Tốt nhất bà con nên phun thuốc phòng tối thiểu một lần trước khi bệnh xuất hiện. Sau đó thì có thể phun từng đợt, cách nhau là từ 7 cho đến 14 ngày, tùy theo điều kiện, thời tiết và mật độ vết bệnh phát hiện trên ruộng. Thường xuyên thăm đồng, nếu thấy vết bệnh xuất hiện thì phun thuốc càng sớm càng tốt. Bà con lưu ý là sử dụng đảo các loại thuốc với nhiều kiểu tác động khác nhau, tiếp xúc, nội hấp trong một chu kỳ phun để tăng hiệu quả phòng trừ bệnh. Tiếp tục với tình hình thời tiết miền Trung, khối không khí lạnh suy yếu nhanh, mưa không còn xuất hiện nhiều trên khu vực. Tại các tỉnh ở phía Bắc trời khá nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng. Sau đó thì ban ngày trời khô ráo và có nắng nhiều vào lúc trưa chiều, nên nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là 20 cho đến 23 độ ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 24 đến 27 độ ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết khô ráo, có nắng nhiều hơn với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 26 cho đến 30 độ. Lùi xuống phía Nam, thời tiết càng có xu hướng ổn định hơn do đang trong những tháng mùa khô nên các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chủ yếu ít mưa, ngày có nắng nhiều với mức nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng là từ 27 cho đến 30 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Một số điểm ở khu vực miền Đông Nam Bộ như là ở Tây Ninh, Đồng Nai hay thành phố Hồ Chí Minh còn đạt tới ngưỡng là 34-35 độ. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 17 độ, cao nhất 20 đến 23 độ, có nơi còn cao hơn, độ ẩm trung bình là 78 đến 83%. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2 trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, phần phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 19 đến 24 độ, cao nhất từ 25 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 87%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, phổ biến là không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là 16 đến 19, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 30, độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió Đông đến Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất là từ 30 đến 33 độ, miền Đông có nơi còn cao hơn, độ ẩm trung bình là từ 78 cho đến 83%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những bản tin tiếp theo.